Xin chào bạn con à, Thầy có nhận được một câu hỏi của các bạn Đó là tìm N thuộc tập tự nhiên Để cái phân số 7N cộng 13 trên 2N cộng 4 là tối giản Thế đây là một bài trong phần ôn tập học kỳ 1 toán lớp 6 của bọn con Và um, chắc chắn là nó thuộc phần nâng cao rồi à, Có thể nó là cái bài 0,5 điểm cuối cùng Nhá thì bọn con mới thấy nó hơi bí bí một chút Thế thì trước đó chúng ta lại phải nhớ lại xem là Thế nào là một phân số tối giản Được không? Thì ta phải nhắc với nhau một tí tẹo vào đây Là A phần B Với A B thuộc vào N B khác không Gọi là Gọi là tối giản Cái phân số gọi là tối giản Nếu Nếu ước chung lớn nhất của A và B là bằng 1. Ước chung lớn nhất là 1. Tức là tử thì chia hết cho 1, mẫu chế cho 1, ngoài ra là không chia hết cùng, không cùng chia hết cho số nào khác nhé không cùng chia hết. Ví thầy lấy ví dụ cho dễ đi. Ví dụ à 2/3 này, à 2/7 này, rồi là 5/8 này, vân vân. Đây là những phân số tối giản. Hay là hiểu nôm na là không rút gọn được nữa. Nó không có ước chung nào để mà rút gọn cả Không rút gọn được nữa nhá Còn những phân số không tối giản là gì Ví dụ phân số không tối giản là 2 phần 4 Rồi là 5 phần 15 Đúng không nào Rồi là à, 12 phần 18 Thì cái này rút gọn cho 2 Tức là nó có ước chung Lớn nhất của từ và mẫu là 2 Thì mình lấy 2 chia 2 Dưới này 4 chia 2 Kết quả là bằng 1 phần 2 rồi cái này rút gọn cho 5 đi thì còn 1 phần 3 Cái này rút gọn cho 6 đi thì còn 2 phần 3 Đây là mấy phân số mà chưa tối giả Nhá Đây là mấy phân số chưa tối giản. Tức là lúc này ước chung lớn nhất của nó là khác 1 Được không? Thế thì tìm N để cái phân số này tối giản Thì ý tưởng trong đầu của mình là gì? Ý tưởng Phải là Tìm N Để ước chung lớn nhất của 7n cộng 13 và 2n cộng 4 bằng 1. Đấy. Thế nhưng mà làm sao mà để 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 ước chung lớn nhất nó bằng 1? Thì đầu tiên vẫn theo cái cách làm tương tự với cái loại bài là chứng minh phân số tối giản. Tức là trước đó chúng ta phải được học cái loại bài dễ hơn một tí nhá. Đây là dạng bài nâng cao rồi thì cái bài dễ hơn nó một tí đó là loại bài là chứng minh rằng phân số sau là tối giản Ai mà chưa biết cái bài này thì nói thầy trong phần bình luận Thầy tìm link một, một vài bài cơ bản để vứt vào cho bọn con xem Ví dụ như là n cộng 1 trên n cộng 2 với n thuộc tự nhiên Thì đây là một phân số tối giản với mọi n thuộc tự nhiên Mọi n thuộc tự nhiên Được chưa? Thế thì vẫn cái ý tưởng như thế người ta sẽ làm gì? Vào bài người ta sẽ gọi ước chung lớn nhất của tử và mẫu là d. Rồi ta sẽ đi tìm cách chứng minh cái d đó bằng 1. Thì ở đây là chúng ta sẽ đi tìm cách là tìm n sao cho cái d nó bằng 1. Được không? Ở đây bây giờ lời giải. Để chữa và hiểu một cái bài nâng cao thì thường là nó có rất nhiều thứ chúng ta phải nhắc lại với nhau, phải quan tâm tìm hiểu lại, phải nhớ lại thì rồi mới làm bài chứ còn không lên chữa các bài này theo kiểu là mà chúng ta cũng không lên học theo kiểu là thầy cô hoặc là hỏi thầy đi hỏi thầy rồi thầy viết tuật cái lời giải ra cho chúng ta xem xong rồi chúng ta xem xong chúng ta cũng không hiểu vì sao lại làm như vậy Nên đến lúc gặp bài khác chúng ta lại không làm được đúng không nào giải nhá mình mới gọi ước chung lớn nhất của 7n cộng 3 và 2n cộng 4 là d trong đó d thuộc vào n sao rồi ok Thế vì cái D là ước chung của hai thằng này Nên chúng ta mới suy ra một điều là 7N cộng 3 Thì chia hết cho D Và 2N cộng 4 Thì cũng chia hết cho D Đúng chưa nào Đấy 7 À đâu 7N cộng 13 chứ Rồi Và 2N cộng 4 chia hết cho d. Thế thì à, cái dạng bài chứng minh phân số là tối giản ấy thì chúng ta đã biết cái kỹ thuật là chúng ta phải nhân cái này lên bao nhiêu lần, nhân cái này lên bao nhiêu lần để khi mà chúng ta trừ cho nhau thì nó hết đi cái phần n và nó chỉ lòi ra cái số 1 thôi. Đúng không nào? Thế nhân cái trên với bao nhiêu lần, nhân cái dưới bao nhiêu lần mà trừ nhau nó hết n thì ta phải nhân cái trên với 2, nhân cái dưới với 7. Bởi vì số 7, số 2, số 2, số 7 nó đổi chỗ cho nhau ta phải nhân phụ trợ với nhau như vậy để nó ra gì? Để ra 14N. Đây thầy viết nhá, suy ra. Nhân cái trên với 2. 2 nhân 7N cộng 13 thì vẫn chia hết cho D. Rồi, 7 nhân với 2N cộng 4 vẫn chia hết cho D. Đây là tính chất chia hết của một tích, tức là gì? Nôm na là khi mà một thừa số chia hết cho D rồi Ta có nhân thêm một số khác thì nó vẫn chia hết cho D đó là A mà chia hết cho D rồi thì suy ra A nhân thêm M vẫn chia hết cho D. Đây là tính chất chia hết của một tích. Chúng ta đang xét trong tập số tự nhiên thôi nhá. Đúng chưa? Thì bình thường nó đang chia hết thì mình nhân thêm 2 nó vẫn chia hết. Nhân thêm 7 nó vẫn chia hết. Thế còn tại sao lại nhân 2, tại sao lại nhân 7 mà không phải là một con số khác? Tại vì là 2 nhân 7 thì nó ra 14, 7 nhân 2 thì nó cũng ra 14. Như vậy là trên thì nhân phụ trợ với số ở dưới dưới thì nhân phụ trợ với số ở trên để cùng ra cái gì để cùng ra là 14n cộng 26 chia hết cho d và dưới cũng là 14n cộng 28 chia hết cho d đó phải ra cùng cái số n ở đây cùng số lượng n cùng là 14n được chưa rồi mình lại dùng tính chất gì tính chất chia hết của một hiệu a chia hết cho d B cũng chia hết cho D thì suy ra A trừ B chia hết cho D Cộng trừ đều được tính chất chia hết của tổng hiệu Cộng hoặc trừ cũng đều chia hết cho D Đấy là tính chất thứ hai cần nhắc lại Bọn con phải nhớ Đúng chưa nào? Rồi bây giờ ta làm tiếp Suy ra 14N cộng 28 Trừ đi 14N cộng 26 mình phải lấy cái 28 26 để cho nó là số lớn trừ số bé nhá. Chia hết cho d. Đấy. Thế thì ta mới thấy điều đặc biệt là hết cái 14n đi. Nó chỉ là còn 28 26 thôi là 2 chia hết cho d. Thế 2 chia hết cho d thì ta suy ra d sẽ thuộc vào tập các ước của 2. Tập các ước của 2 mà xét trong phần số tự nhiên thì chỉ có số 1 và số 2. Đúng không nào? Như vậy bây giờ ta hiểu là ta hiểu là suy ra là d sẽ bằng 1 hoặc hoặc d sẽ bằng 2. Việc của mình là tìm n để nó tối giản. Tức là gì? Tức là mình phải cần nháp ở đây là ý tưởng là tìm n để d bằng 1. Đúng không? Đây này, để d bằng 1 đây này. Thế thì để D bằng một thì bây giờ mình phải loại cái D bằng hai đúng không nhá thì nháp hẳn vào đây ý tưởng cho bọn con hiểu này đến đây mình ghi vào đây là đây là mình đang tự học mà nên mình cứ ghi chép thoải mái cho hiểu bài còn đi thi thì ta sẽ biết là lựa là cái gì viết vào lời giải cái gì không mấy cái giải thích linh tinh mà mà để bọn con hiểu bài thì không cần viết vào lời giải mấy cái giải thích bên ngoài lề cũng không cần viết vào lời giải à ý tưởng là tìm n để d bằng một thì tức là phải tìm n để d không thể là hai đúng không đấy thế d không thể là hai thì tức là như thế nào tức là, là 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 tử hoặc mẫu sẽ không chia hết cho hai thế nó không chia hết thì làm sao mà ước chung lớn nhất nó là hai được đây này không chia hết thì làm sao nó là hai được đúng không nào đấy thì bây giờ uh, chúng ta sẽ phải suy nghĩ là tìm n để d không thể là hai thì cái cái, cái chỗ này này thì nói thêm một tẹo nữa này thì nói thêm một tẹo nữa này thì chúng ta cũng có thể là chấm này đi tìm không à, ghi ngay vào đây thì sao vẫn còn không hiểu thôi được rồi đi tìm n sao cho d bằng hai rồi Loại đi Đấy Rồi loại đi Bọn con có hiểu cái ý tưởng này không? Đây là ý tưởng phần bù ấy Đi tìm N sao cho D bằng 2 Rồi loại đi Sẽ suy ra kết quả Thế nói ví dụ nhá trước nhá Để cho bọn con hiểu cái ý tưởng này ừ, Ví dụ thế này Ví dụ Như là ừ, N Bằng 7 đi thế 7 nữa đặc biệt quá Bọn con lại tưởng cái số ở đây ví dụ n bằng 10 đi thì d bằng 2. Thế bây giờ người ta muốn là d không thể bằng 2. Thế thì có phải là d sẽ khác 2 khi n khác 10 không? Thế thì muốn mà d không thể bằng 2 thì kết quả chúng ta cần tìm là n khác 10. Vậy là gì? Vậy là mình đi tìm ra n bằng 10 để d bằng 2, sau đó mình lại loại cái n bằng 10 đi. Thì kết quả là ra n khác 10. Đúng không nào? Đấy đấy gọi là ý tưởng phần bù. Thế vào bài bây giờ thì chúng ta sẽ viết tiếp từ đoạn này đi. Nhá. Tìm n sao cho d bằng 2. Bây giờ chúng ta mới xét d bằng 2. Xét d bằng 2 tức là gì? Tức là suy ra tử 7n cộng 13 chia hết cho 2 mẫu 2n cộng 4 chia hết cho 2 thì cái này là đúng rồi cái này nó ok rồi tại vì 2n là số chẵn 4 là số chẵn thì cái tổng này chia cho 2 rồi thế thì mới suy ra cái dòng trên là 7n cộng 13 chia hết cho 2 trong đó 13 là số lẻ vậy suy ra 7n là số lẻ vậy suy ra n phải là số lẻ đúng không thế thì chúng ta mới có kết luận gì ở đây vậy khi n mà lẻ thì suy ra d bằng hai thế bây giờ muốn d không thể là hai không thể là hai để d nó bằng một mà d bằng một để nó tối giản mà cái chúng ta cần là d bằng một vậy thì d đừng có là hai thế d không thể là hai thì suy ra n không lẻ. Đúng không? Ngược lại. Thế n không lẻ tức là suy ra n chẵn. n chẵn. Đấy. Và kết quả cuối cùng của bài này thì sẽ trả lời vào đây. Vậy n là số chẵn. Thì phân số đó tối giản. Bọn con có thể thử vào mà xem Ví dụ N là không nhá không thay vào đây tối giả Là hai thay vào đây xem nào hai thay vào đây là 14 là 27 27 phần 8 Cũng tối giả 4 thay vào đây xem nào 28 cộng 13 là 41 41 chia cho 12 cũng tối giả Đấy kết quả của thầy đây N là số chẵn thì phân số tối giả Được không? Uhm, hy vọng là bọn con có thể hiểu được Cái đoạn này nha bài nâng cao mà nên là nó không có hề ngắn đâu làm được thì phải nhớ lại rất nhiều kiến thức xong rồi có những cái tư duy mà nó cũng lạ lạ đi một chút